Dù Vizek và Ngọc Kem chưa chính thức xác nhận hẹn hò nhưng cư dân mạng đều coi đây là mối quan hệ tình trong như đã mặt ngoài còn e. Mới nhất, cặp đôi còn bị bắt gặp cùng đi ăn với gia đình đàng trai. Vizek và Ngọc Kem dù chưa chính thức xác nhận hẹn hò nhưng cư dân mạng đều coi đây là mối quan hệ đặc biệt khi cả hai không chỉ xuất hiện cùng nhau mà còn từng bị tóm dính khi đi hẹn hò. Chưa hết, cặp đôi cũng liên tục có những cử chỉ và lời nói ngọt ngào khi livestream hay trên mạng xã hội. Thậm chí, cặp đôi này còn có hành động được xem là đánh dấu chủ quyền và ngầm thông báo dự định cưới vào cuối năm. Theo đó, nam streamer thay ảnh đại diện là ảnh bạn gái và ghi cắm nuôi, đọc ngược lại là cuối năm. Ngay lập tức, nhiều bạn bè và người thân nổi tiếng của Vizek như Semesis, Rambo, MC Huyền Trang, Mù Tạt, Vương Anh Ole cùng với cư dân mạng để lại bình luận chúc mừng rộn ràng. Không ít người khẳng định Vizek đang thông báo cuối năm nay sẽ rước nàng về dinh. Về phía Ngọc Kem, cô nàng cũng lấy ảnh Vizek làm ảnh đại diện cả ở Facebook lẫn TikTok. Dù gái sinh Bắc Ninh không nói gì nhiều nhưng ai nấy đều ngầm hiểu đây cũng là cách xác nhận của cô nàng. Đáng chú ý hơn mới đây, hình ảnh Vius đưa bạn gái kém 11 tuổi ra mắt mẹ trong một quán ăn bỗng viral trên mạng xã hội. Được biết, đây là quán ốc, cửa hàng mới mở của Semesis cùng một số người bạn. Do đó, trong ngày khai trương, streamer giàu nhất Việt Nam mời một số người thân thiết đến ăn thử, trong đó có Vizek. Cả nhà Vizek ngồi chung một bàn, nam streamer ngồi cạnh bạn gái. Cả hai ngồi sát nhau, có khá nhiều hành động thân thiết trước mặt mẹ. Trước đó, Ngọc Kem từng có dịp trò chuyện trong livestream chung cùng mẹ Vizek nhưng chưa gặp nhau bên ngoài. Đặc biệt, mẹ của Ngọc Kem cũng từng nói chuyện trên livestream với mẹ của Vizek. Mẹ của Ngọc Kem còn xưng hô với nam streamer là mẹ, con rất thân thiết. Ngoài ra, hai bên thông gia cũng hẹn một dịp nào cùng gặp gỡ tại thành phố Hồ Chí Minh. Với loạt chi tiết này, nhiều bạn bè của cặp đôi lẫn người hâm mộ đều thích thú, nhiệt tình đẩy thuyền. Dù chênh lệch nhau 11 tuổi nhưng Vizek và Ngọc Kem được nhận xét rất xứng đôi. Trước đó, Vizek và Ngọc Kem được bắt gặp đưa nhau đi ăn kem và có những hành động tình tứ. Trên mạng xã hội, cặp đôi cũng liên tục có nhiều cử chỉ và lời nói ngọt ngào khi quay clip, livestream chung. Thậm chí, nam streamer còn tạo cả series clip tên kem để lưu trữ những clip quay cùng bạn gái. Vizek, Đặng Tiến Hoàng, sinh năm 1988, là streamer nổi tiếng với cư dân mạng với vị trí thành viên tứ hoàng streamer, ba người còn lại là Độ Missy, Piu Piu và Semesis. Hiện tại, page Vizek trên Facebook đang có gần 4 triệu người theo dõi. Ngoài ra, Vizek còn được biết đến với vai trò doanh nhân và nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc. Anh từng sáng tác nhiều bản hit như Trời Giấu Trời Mang Đi, Hết Yêu Thật Sao, Hơn Em Chỗ Nào, Yêu Được Không, Thằng Điên, đồng sáng tác với Justati. Về phía Ngọc Kem, Trần Nguyễn Hồng Ngọc, sinh năm 1999, cô nàng là idol top có tiếng với 2,9 triệu người theo dõi. Hiện tại, Ngọc Kem là một trong những KOC hàng đầu trong lĩnh vực livestream thời trang. Năm 2023, Ngọc Kem ghi dấu ấn khi tham gia chương trình KOC Việt Nam 2023 và lọt vào top 8 chung cuộc. Cô nàng đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Với gương mặt xinh đẹp, nước da trắng cùng phong cách thời trang đa dạng lúc thì năng động, cá tính, khi lại sexy, quyến rũ, cô nàng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, yêu mến từ cộng đồng mạng. Được biết, Ngọc Kem tốt nghiệp ngành bảo hộ lao động trường Đại học Công đoàn, Hà Nội. Cô cũng từng gây sốt với video flex các loại bằng khen học sinh giỏi quốc gia, giải nhất các cuộc thi cấp huyện, cấp tỉnh, khiến ai cũng trầm trồ.